Xin chào tất cả anh em. Với video ngày hôm nay em làm cho anh em chơi sự kiện anh em nhé. Chơi sự kiện thì như anh em đang nhìn ạ, trước mắt là bộ dàn máy rất là khủng anh em nhé. Bộ dàn máy này chưa gồm mixer, chưa có mixer và chưa có micro. Nó chỉ có một con code số của LX Aquatic DX480, 4 in 8 ao anh em nhé. Con này rất khủng luôn. Anh em có thể chia away, chơi full, chơi súp thì rất là hay đó. Và một cục đẩy mạch Class D size 1U, công suất lớn lên tới 1500W trên một kênh. Anh em thấy không ạ? Bốn kênh này nó chơi rất là khủng rồi đó. Thì với cục đẩy này em dành để chơi hai tay array anh em nhé. Đó, hai tay array và chơi một cặp loa bass 30 đó, em treo kia. Đó, rất là khủng luôn. Còn về cái cục đẩy 3600, 3600XS này thì hiện tại thì em không chơi cặp súp kép này anh em nhé. Không chơi cặp súp kép này mà em sẽ chơi cục chơi một cặp súp đơn 50 này. Với cặp súp đơn 50 này lên tới 20 triệu anh em nhé, 20 triệu một cặp đó. Còn với Light Array LA10 thì giá là 14 triệu một cặp. Đó, rất là khủng luôn. Đấy. Còn con DX480 này là giá 14 triệu 500. Đấy. Không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ bật công tắc nguồn cho anh em. Đó. Và em sẽ test chất âm của hai cục đẩy này anh em nhé. Cùng một lúc. Đó. Cục D4150 này thì là chơi full này. Đó. Cục 3600XS này với công suất là 1600W thì em sẽ chơi súp. Đó. Chơi cặp súp cho anh em. Đó. Rất khủng luôn. Không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ vặn volume lên đúng không ạ? Ở đây thì em lấy tín hiệu nhạc từ máy tính nhá và sẽ chơi một bản nhạc remix trước. Đó. Chơi một bản nhạc remix trước cho anh em. Đó. Ở đây full này, anh em thấy không ạ? Rất là phê. Mở rất nhỏ à, anh em nhìn thấy ạ. Mới tầm có 7 giờ đấy anh em nhá. Mở rất nhỏ á. Quá phê đúng không ạ? Súp này. Em sẽ bật súp lên nhá. Rất khủng đúng không ạ? Tức cái ngực. Đó, với cấu hình khủng này lên tới 92 triệu anh em nhá. Rất vật vã. Đó. Con đẩy này rất công suất rất lớn này, rất mạnh này. D4150 với giá 14 triệu 500. Đó. Hai với bộ này anh em chơi tầm 700 khách đến 1000 khách quá ok luôn anh em nhá. 700 khách đến 1000 khách và anh tức cái ngực luôn.
Đó. Thịt súp này. Súp đánh kinh thật. Quá lực luôn. Đây em đang chơi chỉ một cặp súp. Một cặp súp 50 anh em nhá. Với giá 20 triệu một cặp này. Nó đã quá uy lực rồi. Đó, cho tí phun lên này. Cửa luôn. Bây giờ em sẽ mở một bản nhạc nhạc vàng cho anh em nghe nhé. Đó, mở một bản nhạc vàng. Phê mà. Tiếng ra rất sáng anh em nhé. Đây em đang mở rất nhỏ này. Anh em có thể nhìn thấy không? Đang mở rất nhỏ thôi, đúng không ạ? Tướng này thì tầm 7 giờ anh em nhá. Nếu mà vặn đến 12 giờ chắc là phải rụng hết nhà mất. Đó, cho tí súp lên này. Quá dã man luôn. Em đang chơi hai tay ở đây và một cặp loa TVK12. Đó, treo góc kia. Cặp loa đó đang bán với giá là 12 triệu 500 anh em nhé. 12 triệu 500 một cặp. Còn Line Array LA10 này với giá 14 triệu một cặp. Đó, Cosover DX480. Đó, thì là với giá 5 triệu 8. Và cục đẩy D4150 giá 14 triệu rưỡi. Cục đẩy chơi súp công suất lớn 3600XS thì đang bán với giá là 9 triệu 500 nghìn anh em nhé. Cho anh em xem phần kết nối đây. Ở đây đường nhạc vào này. Đường nhạc vào lấy từ máy tính nào anh em nhé. Đó, lấy từ máy tính này. Và 4 đường này, tổng 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là em để chơi full anh em nhé. Đó, là để đấu số cục đẩy D4150 này. Đó, chơi full. Đây là hai dây ra. Hai dây ra loa này, hai dây ra lai array này. Hai dây này, đó ra hai cặp loa treo. Đó, ra cặp loa treo anh em nhé. Tiếp theo cộng 7 cộng 8. 78 thì em chơi đấu số súp này. Đó. 78 cộng 7 cộng 8 thì em đấu xuống súp. Đấy, con súp 2 kênh. Đấy, em đấu xuống cục đẩy này để chơi súp anh em nhá. Rất khủng luôn. Quá khủng luôn. Với cấu hình này anh em chỉ có thêm một bàn mixer này nữa thôi. Đó, anh em chỉ cần thêm một bàn mixer này và một bộ mic cao cấp nữa là anh em có thể đi sâu là quá ok rồi. Đó, rung hết nhà luôn. Và tiếp tục em mở một bản remix nữa để cho anh em nghe. Đó,
một bản Zivic nữa nhá. Rồi, quá khủng luôn đúng không? Cho đi súp lên này. Anh em đeo tai nghe vào nhá, đeo tai nghe vào thì nó mới chi tiết. Em đang mở rất nhỏ nhá, trong phòng nhỏ, mở nhỏ thôi, không dám mở to. Con này mở to thì kinh lắm, sợ rụng hết nhà. Anh em nghe phê mà. 92 triệu cấu hình này anh em nhá. Ok, thì với cái video ngắn này em làm để cho anh em nghe cái chất âm của bộ dàn khủng chuyên sự kiện anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Đó, tất cả các sản phẩm bên em đều là sản phẩm mới hết và được bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng. Đó. Rồi, em xin dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em xem video thấy hay, nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.